Câu chuyện nhặt cá. Trong mẻ lưới cuộc đời, tôi bắt được nhiều thứ cá. Tôi buông lưới kéo lên, nào là rác rưởi, nào là cá, nào là đất sỏi, vỏ dừa. Người ngư phủ nào cũng cần ngồi nhặt cá. Đời tôi quá bận rộn, tôi không có thời giờ. Tôi cần gấp gáp thả lưới. Tôi chỉ muốn kéo lên, đổ cá đó xuống chợ đời tiếp tục thả. Vì đời quá nhiều người thả lưới, tôi sợ tôi sẽ về đâu cuối ngày khi chung quanh tôi có kẻ thả lưới suốt đêm. Tôi phải hối hả, tôi cần gấp gáp, tôi không có thời giờ ngồi bên bờ nhặt cá. Tôi để đó lẫn lộn những gì kéo lên từ cuộc đời. Con thương yêu của mẹ, mẹ phải về trễ đêm nay. Thức ăn mẹ để trong tủ, con hấp nóng rồi mấy chị em ăn trước nhé. Tôi vẫn thường để lại những lời yêu thương như thế. Rồi con tôi lớn dần, chúng lớn không ngờ những đêm về trễ, tôi nhìn con ngủ, cúi xuống hôn con. Mẹ ước ao có thời giờ cho con, nhưng mẹ quá bận rộn. Lòng tôi chùng xuống một chút xe xác. Con ngủ, con không biết mẹ mình, sau một ngày thả lưới quá mệt, đang hôn con trong khoảnh thời gian mà đối với con chẳng ý nghĩa gì, vì con đang ngủ. Tôi gắn trên cửa tủ lạnh, tôi gài trên tay cầm phôn những lời căn dặn yêu thương. Con thương yêu của mẹ, mẹ phải về trễ đêm nay. Thức ăn mẹ để trong tủ, con hấp nóng rồi mấy chị em ăn trước nhé. Rồi con tôi cứ lớn lên không ngờ. Chồng tôi cũng thế, anh phải thả lưới cuộc đời như tâm sự của anh viết trong ánh mắt. Một lần tôi đọc, tôi thấy trong mắt anh như nói trong tâm trạng băn khoăn, cũng chùng xuống một chút xe xác như tôi đối với con. Em yêu, ngày sinh nhật em. Em yêu, ngày chúng ta thành hôn. Em yêu, đáng lẽ anh phải đưa em đi nghỉ hè. Đáng lẽ, nhưng anh quá bận rộn. Cuối tuần này vắng anh em nhé. Công việc quá nhiều, một project đang dang dở. Em yêu dấu. Ai cũng bận rộn, hối hả thả lưới cuộc đời. Tôi chỉ hơi buồn mỗi khi vắng anh như thế. Có buồn, nhưng tôi im lặng chịu đựng, vì tôi cũng bận rộn như anh. Cuộc đời là những rượt bắt không ngừng, chung quanh tôi là những bàn chân hối hả. Con của ba, ba tặng con món quà ngày sinh nhật. Đã có lần chúng tôi nói với nhau, mình chẳng có thời giờ cho con, thôi thì bù trừ cho chúng. Chúng muốn gì em cứ mua. Chúng tôi mua quà cho con như một yêu thương đền bù. Chúng tôi lấy đồ chơi thay cho nụ hôn ôm con lúc chúng còn bé. Chúng tôi lấy tiền bạc quà tặng thay cho những bữa cơm chiều vắng bố vắng mẹ. Khi chúng đã lớn, chúng tôi cũng đối xử với nhau như thế. Anh vội vã tạt vào shop mua cho tôi một cái ví da, thay vì những phút phải đi bên nhau tâm sự. Thời gian cứ trôi xuôi lạnh lùng, tôi cứ thả lưới và nặng nề kéo lên. Người ngư phủ ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ. Sau mỗi mẻ lưới kéo lên, ông ngồi kiên nhẫn, chậm rãi vứt cá xấu đi. Tôi
không giống như người ngư phủ. Tôi có nghe mùi tanh của một loài cá ương. Tôi biết có rác, có đĩa, có củi mục, trong mẻ cá vừa kéo, nhưng tôi không có thời giờ. Năm tháng qua đi không ngờ, con tôi bây giờ cũng như bầy cá đến tuổi lớn. Chúng dần dần bỏ bến ao, đi tìm ra sông cái, vào đại học rồi đi xa. Đôi khi tôi thẫn thờ lẫn về quá khứ. Những tấm ảnh con tôi lúc lên năm, lên ba, chỉ nhớ và thương. Rồi một ngày, chồng tôi cũng như tôi, không biết những tấm hình năm xưa chụp chung bây giờ ở đâu. Trong mẻ lưới cuộc đời, anh cũng chẳng có giờ ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì quăng đi. Đến một ngày, tôi linh cảm bơ vơ một nỗi lo âu, mệt mỏi và chán nản. Đó là ngày tôi vô tình nghe mẫu đối thoại "I love you, I love you too". Chồng tôi bảo em không nên lo, không phải chuyện tình cảm, đây chỉ là công việc làm ăn của anh. Anh tiếp tục thả lưới và cứ hì hục kéo lên tất cả cá tốt lẫn cá xấu. Tôi không biết rõ mình, nhưng trong tôi dường như thấy một chút hoang vu nào đó đi về, nỗi hoang vu khó định nghĩa. Về phía mẻ lưới của tôi, lần cuối tôi nói với người đàn ông không phải chồng tôi: anh gửi cho em về hộp thư này nhé. Tôi không muốn chuyện gì xảy ra cho gia đình, tôi muốn giữ hạnh phúc. Tôi không muốn chồng tôi hiểu lầm, tôi có hộp thư riêng, tất cả chỉ là công việc làm ăn. Những gì tôi lý luận cũng giống như chồng tôi, và tôi tiếp tục thả lưới, tiếp tục kéo lên tất cả. Chúng tôi giống nhau, là không ai có thời giờ ngồi bên bờ nhặt cá sấu vứt đi. Mơ hồ lãng đãng, tôi không phân biệt được cá nào lành. Tôi yêu màu sắc của những con cá độc. Tôi không hiểu tình yêu hôn nhân chúng tôi có tiếng thở dài từ bao giờ. Chỉ biết hôm nay tiếng thở dài quá mệt mỏi. Thời gian cứ trôi, rồi đến một ngày, những con cá ương sình lên mùi, rác chung với cá, mảnh chai, vỏ dừa, những con đĩa và những càng cua gãy nát, tốt và xấu lẫn lộn, những con cá lành bị nhiễm độc. Khi chiều tàn mệt mỏi, lúc hoàng hôn rũ nắng xuôi mùa, những cơn mưa lộp độp kéo về, cũng là lúc chúng tôi mất nhau. Chồng tôi ra đi với người ấy, tôi quay về tấm lưới cuộc đời, xuôi theo loài cá khác. Nhìn lại những bến bờ, lời kinh thánh như một nốt nhạc thăng trầm. Nước trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng xảy ra như vậy, các thiên thần cũng sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó chúng sẽ phải khóc lóc, nghiến răng. Hạnh phúc không chỉ giống như chiếc lưới thả xuống biển rồi kéo lên tất cả. Hạnh phúc hiện tại ngồi bên bờ nhặt cá sấu vứt đi. Tôi để con tôi vào đời giống tôi. Chúng đã lớn lên, học nơi tôi những mẻ lưới hối hả. Tôi đã từng dạy chúng phải nhanh chân, kẻo thua trễ người ta. Tôi không chỉ cho chúng ngồi bên bờ sau mỗi mẻ lưới,
nhìn kỹ, nhặt cá sấu vứt đi. Chúng đang thả lưới, đời đang hối hả. Con tôi có sẽ tự ngồi bên bờ, lựa cá tốt, cho vào giỏ, cá sấu vứt đi. Hay chúng cũng sẽ như tôi, hối hả kéo lưới, tiếp tục gắn trên cửa tủ lời nhắn với các con của chúng. Con ơi, mẹ thương con thật nhiều, mẹ phải về trễ đêm nay. Người ta bận rộn thả lưới, chẳng mấy ai có thời giờ ngồi bên bờ xem mẻ lưới của đời mình. Biết đâu ngày nào người chồng của con gái tôi cũng có những lời tương tự với nó. Em yêu dấu, ngày sinh nhật em. Em yêu dấu, ngày chúng ta thành hôn. Em yêu dấu, đáng lẽ anh phải đưa em đi nghỉ hè. Đáng lẽ, nhưng anh quá bận, cuối tuần này vắng anh em nhé. Công việc quá nhiều. Bạn thân mến, đoạn khúc trên đây thật buồn, nhưng dường như đang xảy ra. Bạn cứ ngồi bên bờ với Chúa trong những ngày tĩnh tâm, bạn sẽ thấy những gì bạn không thấy. Và rồi biết đâu bạn lại chẳng hạnh phúc nuối tiếc vì đã không sớm ngồi bên bờ cuộc đời để nhặt cá.